máy quay. Điểm số đang là 2-0 cho Quốc Học. Cầu trong sân. Một pha bấm cầu về góc hơi non của Quốc Học. Đổi điểm 1-2 cho tay vợt Phạm Thảo đến từ Đồng Nai. Quốc Học rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh, cầu qua lưới, rất hay. Điểm 3-1 cho Nguyễn Quốc Học. Một pha cầu đầy cảm giác. Anh Trung Trần, anh Quốc Việt có đánh cho Bộ Công an chứ? Quốc Việt đánh đôi nam nhờ. Điểm 3-1. Cầu ngoài sân. 4-1 cho Nguyễn Quốc Học. Học cố lên. Rất hay, một pha chém cầu khiến đối thủ mất chân mà sân hơi trơn. Điểm 5-1 cho Quốc Học. Thực sự theo quan sát cùng từ đầu giải đấu đến giờ, chính xác là cách đây khoảng gần một tiếng, thì sân nhà thi đấu của tỉnh Thái Nguyên thảm không được ok cho lắm. Rất nhiều các tình huống các vận động viên bị ngã. Lúc trước thì là Hồ Nguyễn Vinh Quang, bây giờ thì lại là đồng đội của anh. Ok anh Tài Lưu, đây là giải cầu lông đồng đội toàn quốc nha anh ơi. Đây là giải đấu chuyên nghiệp, giải đấu quy tụ tất cả những tay vợt mạnh nhất của cầu lông Việt Nam. Và đơn vị tài trợ chính thức cho giải đấu này thì mọi người nhìn trên sân mọi người cũng đã biết rồi, chính là thương hiệu Lining. Thương hiệu Lining, cây cầu rất sắc từ Quốc Học. Chém cầu rất hay, vâng, rất sát lưới. Điểm 6-1 cho Quốc Học. Ok, trận trước là Hồ Nguyễn Vinh Quang và anh Thịnh nha anh Vân này. Trận trước anh Thịnh thắng 2-0. Điểm số đang là 6-1 cho Quốc Học. Rất bình tĩnh. Bắt lưới rất nhanh nhưng đó là tình huống cầu ra ngoài. Quá tốc độ từ Quốc Học, rất hay. Không sao cả. Điểm 2-6. Hơi non rồi, vẫn thủ được. Cầu trong sân. 3-6. Chúng ta hãy tiếp tục cổ vũ cho Quốc Học nào. Người truyền cảm hứng Quốc Học. Đánh cầu rất hay. Thi đấu rất quyết tâm, tập luyện rất chăm chỉ. Cơ hội tấn công. Không lao. Vâng, đập cầu rất gắt từ tay vợt Phạm Thảo. Lại tiếp tục là một điểm số nữa cho tay vợt Phạm Thảo đến từ Đồng Nai. Em ơi hạn bổng, hạn bổng hẳn lên. Điểm 5-6. Thủ được. Rồi, tay vợt kia rất dẻo, rất tốc độ. Điểm 6 đều, 4 điểm số liên tiếp cho tay vợt đến từ Đồng Nai. Học cố lên. Rất tốt. Điểm 7-6 cho Quốc Học, đã cắt được dây rồi. Quốc Học đang đánh thầy Trần Thành Đạt ơi, không nhìn thấy hả? Rất tốt, tiếp tục điểm số cho Quốc Học, điểm 8-6. Ok, tiếp tục một pha được cầu lỗi ở tay vợt bên kia. Có vẻ anh ta hơi vội vàng rồi. Điểm 9-6 cho Quốc Học. 3 điểm số liên tiếp. Mọi người tiếp tục cổ vũ cho Quốc Học và tiếp tục giúp mình chia sẻ livestream với ạ.
vẫn còn. Bay người cứu cầu Sở Trường. Vâng, thiếu một chút lực thôi. Quả đấy mà qua thì Taylor kêu cũng mà đỡ bằng rồi. Lau sân rất hơi thiếu chuyên nghiệp một xíu. Chính ra có chổi lau. Đây là giải toàn quốc ấy. Quốc học với Nguyễn học khác nhau à bạn, đúng rồi anh ơi. Quốc học với Nguyễn học khác nhau nhá. Nhưng đều là hai tay vợt trẻ và rất tài năng của cầu lông sinh viên. Xin chào 426 người xem, mọi người cổ vũ cho thần tượng quốc học đi. Đây là một trong những giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên mà quốc học tham gia. Chúng ta hãy cổ vũ cho quốc học giành chiến thắng trong trận đấu này. Vâng, chiều cao rất tốt, bổng lên em ơi. Nó với tốt lắm. Động tác lao sân rất chính quy. Điểm 89. Hơi non rồi, cầu non. Điểm 9 đều. Cũng học là phong trào thôi, lên đánh giải này toàn chuyên nghiệp, thực sự là rất khó. Giải này toàn vận động viên chuyên nghiệp mà. Ok, xin chào Sakatagin nha. Trận thi đấu đội tuyển Việt Nam giữa Hải Phòng và Quảng Ninh trong trận đơn thứ 3. Và kỳ cầu rất lắc của tay vợt đến từ Đồng Nai, một pha kỳ cầu đầy cảm giác. Điểm 19 cho Đồng Nai. Rất nhanh tốc độ đến từ tay vợt Đồng Nai. Điểm 11-9. Vâng, quốc học đang bị áp đảo một chút rồi. Ok, huấn luyện viên của Bộ Công an đang có chỉ đạo cho quốc học. Đấy, đi đánh giải phải được sự chỉ đạo như này chứ, đúng không? Tất nhiên là có huấn luyện viên chỉ đạo để khích lệ cũng như là chỉ đạo về chiến thuật mới có sự thay đổi trong lối đánh được. Quốc học trong set 1, trong nửa set đầu thứ nhất hất nhiều quá. Đây là set đầu thứ nhất nha mọi người. Tỷ số đang là 11-9 nghiêng về tay vợt áo đỏ, tay vợt đến từ Đồng Nai. Quốc học cố lên nào. Được đằng sau những phút nghỉ ngơi vừa rồi và sự chỉ đạo của huấn luyện viên, quốc học sẽ thay đổi lối đánh như nào thì mọi người hãy cùng theo dõi nào. Hùng nghĩ rằng quốc học nên hất ít thôi, tay vợt kia rất cao và tốc độ di chuyển rất tốt. Chân của vận động viên đó nhanh hơn quốc học. Cầu ngoài sân. Điểm 12-9. Tay vợt kia đập cầu rất tốt, thực sự. Trần trờn ý nhờ. Thầy vật kia di chuyển rất nhanh. Lối đánh di chuyển, chân di chuyển rất bon. Ok anh Việt, chưa lên Bắc Giang thăm anh được anh ơi. Dạo này nhiều việc quá, đi live stream suốt thôi. Điểm 13-9 cho thầy vật Phạm Văn Thảo đến từ Đồng Nai. Rất tốt, pha được kéo chân, pha được kéo chéo chân của quốc học giành điểm. Điểm rút ngắn 10-13 cho quốc học, cố lên. Đúng rồi mọi người, sân trơn hai đôi vợt nay trượt suốt đây. Thảm cũ lắm rồi. Tôi nghĩ rằng hãng Li Ninh nên đầu tư thêm 4 cái thảm cho 4 nhà thi đấu nữa. Rất tốt, 11-13 là quốc học, cố lên. Rất tiếc cho pha kéo lưới vừa rồi quốc học.
14-11. Cầu không qua lưới 12-14. Cứ bình tĩnh vào đánh em ơi. Ngoài sân rất tốt. 13-14 cho Quốc Học. Hay lắm em ơi. Trận 1 Điện Biên, trận 1 Bộ Công an thắng trong vòng 2 set nha anh ơi. Phạm Văn Thịnh thắng Hồng Nguyễn Minh Quang. Cầu ngoài sân 14 đều cho Quốc Học. Cố lên em ơi. Nhiều người cổ vũ lắm. 14 đều cho Quốc Học. Lại lau sân. Sân trơn quá. Vậy này Tiến Minh có đánh cho mình à? Ok, anh Tiến Minh đã lên Thái Nguyên rồi. Thế có lẽ là anh Tiến Minh sẽ đánh giải này. Rất tốt từ Quốc Học. Vâng, đập cầu rất chính xác. Em ơi, nó thủ trái yếu đấy. Không có gì phải vội cả. Ok anh Hoàng Việt, em sẽ sắp xếp lên trên nhà anh chơi, đi xe máy lên nhà anh chơi luôn. Bảy người rất tốt, rất cố gắng. Cơ hội tấn công. Rồi, vẫn không thể kết thúc tay vợt kia rất ly. Rất tiếc. Kéo lưới bên phải không phải là sở trường của Quốc Học. Theo được biết thì mới gần đây Quốc Học mới đang học quả kéo lưới phải thôi. Còn sở trường của Quốc Học vẫn là kéo lưới trái. Điểm số 16-15 cho tay vợt Đồng Nai. Thằng kia chân nó bon lắm. Ngoài sân rất hay. 16 đều cho Quốc Học. Cố lên. Rất tiếc. Cây cầu không qua lưới. Tập trung học ơi. Cố lên nào. Đây xem một nha anh Lộc Bách Hiền ơi. Đây xem một 17-16. Đập cầu rất tốt. Vâng, tay vợt kia vẫn đỡ được. Không còn rồi. 18-16. Sân chất lượng kém quá. Trơn. Nhìn cái sân đã thấy chán rồi. Sân cũ mà, thảm cũ mà. Rất tiếc là một pha đập cầu ngoài sân của Quốc Học. 19-16. Chưa có gì tập trung em ơi. Rất tiếc bồ cầu ngoài sân. 20-16. Có
Còn điểm cuối cứ đánh từ từ thôi, lấy cảm giác cho xếp sau. Trần quá trơn, cứ ấy ra là trượt trần. Hai tay vợt nghỉ trong vòng 2 phút. Đúng anh Trung Hiếu, đây là lần đầu tiên đánh giải, gần như là lần đầu tiên là lần trước đánh giải đồng đội toàn quốc, lúc đấy đại hội toàn quốc nhưng mà cô học gặp chấn thương, còn đến lần này thì mới gọi là lần thi đấu thứ hai tại giải chuyên nghiệp. Thực sự mấy tay vợt đến từ Đồng Nai đánh đơn rất hay. Tay vợt này có bước chân di chuyển tốt hơn Quốc Học rất nhiều. Tay vợt này di chuyển tốc độ chân nhanh hơn Quốc Học. Tôi nghĩ Quốc Học nên đập nhiều hơn. Thực ra tay vợt này thủ cầu cũng run mà, đập nhiều hơn đi. Đúng rồi, học đánh cho bộ công an nha em ơi. Thua 21-16, 21-16, 21-17, 21-16. Học ơi, đập nhiều hơn em ơi. Nó thủ run tay mà. Nó thủ run mà, thủ trái ấy. Đập nhiều hơn. Không cần đập khó quá đâu. Thằng nào rất hay được Quốc Học. Ở trong sân rất hay, một pha phạt mất cầu rất hay của Quốc Học, điểm số đầu tiên cho Quốc Học 1-0. Lại lau sân, trời mới giải thật sáng luôn. Đồng Nai tên là Phạm cái gì Thảo ấy. Thu à? Phạm Thu Thảo. Tay vợt Đồng Nai tên là Phạm Thu Thảo nha Nhật Anh. Thực ra về vấn đề chỉ đạo đối thủ nghe thì cũng vận động viên nghe để áp dụng thích hợp thôi, chứ còn chỉ đạo thì em chỉ đạo gì em thì nói thế thôi. Nó nghe, nếu mà thấy cái gì đúng thì nó áp dụng, chứ em không phải huấn luyện viên đâu mà. Rất tiếc, điểm 2-1 cho Đồng Nai. Đúng rồi, việc anh Nguyễn Việt Anh ơi, học này ở Phú Thọ nha. Điểm 2-1 cho Đồng Nai. Đội tấn công rất tốt. Vâng, điểm 2 đều. Thực sự sân chơi cho vận động viên không thể xoạc để bật đi, ông khẳng định luôn. Sân chán lắm. Nhiều bật lên một nhịp để bật đi ấy, trượt luôn chân. Sân các cụ hay đánh. Dĩ nhiên là Tiến Minh đánh cho thành phố Hồ Chí Minh rồi bạn ơi. Tiến Minh đánh cho Hồ Chí Minh nha chị Phương Vũ ơi. Ok Trung Nam. Sợ Quốc Học thua quá. Thực sự rất sợ à, tay vợt này, tay vợt trẻ đào tạo rất chuyên nghiệp. Đội Đồng Nai rất mạnh nha mọi người, đội cầu lông Đồng Nai ấy. Đặc biệt là về đơn nam. Ok, chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu. Chất lượng thảm kém quá.
Nhưng công nhận là cái phía sân bên này trơn hơn mọi người ạ. Phía sân gần màn hình trơn hơn. Ok, anh Khương Đức Hóng Hải đang đánh. Cơ hội tấn công cho Quốc Học. Rất tốt, hay lắm. 3-2, công nhiều hơn đây. Set đầu thứ 2, 3-2 cho Quốc Học. Set đầu tay vợt đến từ Đồng Nai thắng Quốc Học thua ở trong set đầu thứ nhất. Ok, xin chào anh Hữu Cường nha. Ok, có hơn 400 người xem, có hơn 400 người xem, giúp chia sẻ để có 1.000 người xem được không? Dân cầu lông Việt Nam nhiều lắm, gì cũng mấy trăm người này. Mọi người giúp chia sẻ lên chuyện cầu lông đấy ạ. Cổ vũ cho Quốc Học nào, chúng ta cùng cổ vũ cho Quốc Học nào. Đập. Đập đi em ơi, chém. Điểm 3 đều. Đúng rồi, công Hùng thấy rằng công chéo sân khá hay. Tay vợt kia thủ chéo sân dường như không chắc bằng bên phải. Hay lắm. Rất bình tĩnh. Hay lắm, tốt. 4-3 được Quốc Học. Thực sự đây là giải toàn quốc mọi người ạ, mà sân chất lượng kém quá. Không biết là sau buổi tới ngày hôm nay thì có sự điều chỉnh gì hay không. Sân rất là cũ rồi. Rồi, Quốc Học đập nhiều hơn rồi. Đấy, tay vợt kia thủ phải tốt hơn. Không lao ngoài sân, rất đáng tiếc của Quốc Học, điểm 4 đều. Hay lắm, điểm 5-4 cho Quốc Học. Rất nhiều người hâm mộ cổ vũ cho Quốc Học. Anh em đang xem live chị Hùng đa phần là cổ vũ cho Quốc Học. Và chả ai biết tay vợt phía gần màn hình là ai cả. Đây set đầu thứ hai nha, Trần Huy Dương này. Còn ngoài sân, điểm 5 đều. Anh Tùng mới học áo xanh phía bên kia nha anh ơi. Rồi, ăn rồi, rất tốt, 6-5 cho Quốc Học. Khổ ông Tùng này, anh em xem nhau đánh mãi rồi, nhìn dáng phải nhận ra chứ. Có vẻ là buổi tối ngày hôm nay đội thành phố Hồ Chí Minh không biết là có đánh không. Cũng chưa nắm được lịch đâu. Mọi người cứ theo dõi Facebook nha. Mọi người hãy theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem đầu tiên để nhận được thông báo mỗi khi Hùng live stream giải đấu nha. Rất hay, vẫn còn, Quốc Học cố lên. Cầu ngoài sân rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Điểm 8-6 được 7-5 cho Quốc Học. 7-5 cho Quốc Học. Trận đầu thứ 2. Áo đỏ thủ trái yếu. Một pha cầu kê lập lưới của tay vợt áo đỏ. Đổi điểm 6-7. Ok, giải đấu này đánh buổi sáng và buổi tối nhưng mọi người buổi chiều không đánh. Sáng và tối. Buổi chiều thì Hùng sẽ đi chơi. Mai rủ Quốc Học đi chơi, cầu ngoài sân, rất hay. 8-6 được Quốc Học, Quốc Học cố lên. 500 người đang cổ vũ ở đây. Đang có 500 người xem ở đây. Thank you.
Chắc một tay vợt đến từ Đồng Nai, tay vợt áo đỏ thắng nha anh ơi. Rất tốt. Tay vợt này mệt rồi. Nó mệt rồi. 97 cho Quốc Học. Nếu mà đến set đấu thứ 3, Hùng tin rằng Quốc Học sẽ chiến thắng. Về thể lực thì Quốc Học, Hùng tin là Quốc Học khỏe hơn. Quốc Học tập chăm hơn. Sáng nào cũng dậy chạy, sáng nào cũng đeo tạ chạy. Rất tiếc cầu ra ngoài sân. Điểm 89. 500 anh em đang cổ vũ cho Học. Ôi tiếc thế nhỉ. Điểm 9 đều. Học phía bên kia mọi người ơi. Nhìn sân chán nhỉ. Ok hôm nay Bắc Ninh cổ đánh nhá. Hôm nay chắc Bắc Ninh cổ đánh đấy. Nãy vừa thấy đội Bắc Ninh ngồi đây xong. Chắc một tay vợt đến từ Đồng Nai thắng nha mọi người. Hay lắm, rất tốt. Bắt lưới rất nhanh. 19. Ok, Quốc Học hơi kè tay rồi. Nhưng không sao. 19. Tay vợt bên này cũng hỏng rồi. 11-9. Học cố lên. Hùng cũng đang rất mệt nha, Hùng còn mệt hơn hai vận động viên trên sân. Mọi người cổ vũ cho Hùng đi. Chán nhờ anh nhờ. Thảm chất lượng kém rồi. Có cái chổi lau nó chuyên nghiệp hơn. Ok, trẻ em Bắc Ninh chăn trâu cắt cỏ cũng tự hào về anh Học. Câu giờ quá. Điểm ra là 11 chiến về Quốc Học trong set đấu thứ 2. Nếu mà Quốc Học vượt qua được set đấu thứ 2 này đến set đấu thứ 3 là Hùng tin Quốc Học sẽ thắng. Cầu ngoài sân, trong sân. 10-11. Đây là giải toàn quốc đấy mọi người ạ. Sao hay ra ngoài thế nhỉ? 11 đều. Được cầu ngoài sân. 12-11. Thực sự hôm nay Quốc Học có cảm giác không tốt. Sao lại hất cầu ra ngoài sân, đâm ra nó ke tay. À, đúng rồi, bây giờ chuyển sang đập nhiều hơn. Hất ít thôi. Đúng rồi. Tiếp nghe. 12 đều. Ra cổ vũ cho Học tiếp nào. Sân quá chơi. Sân với bãi đúng là thực sự đến người xem còn chán thì đừng nói gì vận động viên. Nhưng cầu này hơi bay thật, không biết đánh cầu gì. Hai tay vợt đánh ra nhiều, khá nhiều, đánh cầu ra ngoài sân khá nhiều. Ok, Quốc Học hãy tận dụng lợi thế về sân để giành chiến thắng trong set đấu này đi. Vì lúc trước Quốc Học đánh sân này cũng trơn rất là nhiều. Sân bên này trơn hơn sân bên kia. Set 1 là 21-16 hay 21-17 gì đó mọi người ạ.
Xuống lăn được không? Đấy, xuống lăn được không? Xuống lăn được không? Chả nhẽ mình lại tháo áo ra mình lau. Chán quá. Không phải đổi sân đâu anh ơi, sân nào nó cũng thế luôn đấy. Phía ngay phía sân bên kia đấy cũng trượt. Cầu ngoài sân đấy bảo cầu bay mà 14-12. Quốc cố lên, Quốc học cố lên. Hay lắm, vẫn rồi, bay người sở trường đấy. Của bay người sở trường cũng học.